Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, còn gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-su sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta đang bước vào Chủ nhật tuần thứ 11 thường niên năm A, và lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy mang tin mừng đến với mọi người. Hay nói cách khác, chúng ta hãy đi rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng là gì? Hay cách chúng ta hay nói là truyền giáo là gì? Là chúng ta rao giảng về tình thương và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa yêu con người ngay từ buổi tạo thành, và kể cả khi con người sa ngã phạm tội, thì tình yêu đó của Thiên Chúa vẫn chung kiên dẫu qua muôn ngàn thế hệ. Tình thương đó trước hết được thể hiện nơi chính người Israel, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn để gọi là dân thánh, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 hôm nay. Tại sao Chúa Giêsu lại chọn dân tộc Israel là dân tộc đầu tiên để có thể sau này mang ơn cứu độ đến cho mọi người? Bởi vì chính dân tộc Israel là người cảm nghiệm trước hết về tình thương của Chúa. Và trong các cái bài đọc ngày hôm nay cộng đoàn vừa nghe đều nói về tình thương của Thiên Chúa. Chính tình thương này là mục đích và là động lực cho chúng ta đi truyền giáo. Dân Israel là dân tộc đã cảm nghiệm một cách rõ ràng từ chính kinh nghiệm của mình, kể cả trong phản bội, kể cả trong từ chối tình yêu của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương Israel với một tình yêu muôn thuở. Ngài chọn Israel là dân tộc riêng của Ngài. Còn trong bài đọc 2, chúng ta nghe Thánh Phaolô Tông Đồ nói cho chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là thù địch với Ngài, ngay khi chúng ta chống đối Ngài và từ chối tình yêu của Ngài, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương ban con một của Ngài để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Trong bài đọc tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chạy lòng thương khi thấy dân chúng lầm than vất vả như bầy chiên không người chăn dắt.
Điều đó cho ta thấy một chiều sâu nơi Chúa Giêsu. Và khi ta nói về chiều sâu nơi Chúa Giêsu, nơi con tim của Ngài, ta nói về chính Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu thấy những người lầm than vất vả, thì trái tim Chúa lại rung lên, và Ngài không thể không ngừng quan tâm, yêu thương, chăm sóc dân của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi chạy lòng thương với anh chị em chúng ta khi họ bị đau khổ, vất vưởng, khi họ không tìm thấy hướng đi trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân làm cho con người đau khổ, nhưng nhân loại sẽ bớt đau khổ nếu được ánh sáng tin mừng soi chiếu. Vì chưa được đón nhận tin mừng hoặc chưa sống đúng tin mừng mà Chúa Giêsu dạy, nên bóng tối và sự dữ còn lan tràn ở nhiều nơi, gây ra nhiều đau thương cho con người. Nhất là trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, xã hội tôn thờ vật chất đang hủy hoại lương tâm của con người. Chúng ta có nhìn thấy biết bao người lương tâm vốn trong lành, đơn sơ, thánh thiện, nhưng sống trong xã hội đã bị các trào lưu và các thế lực dẫn dắt, làm cho lương tâm trở nên tăm tối. Nhiều điều vốn là xấu từ trước tới nay thì nay lại được cổ vũ và xem là chuyện bình thường, chẳng hạn như là tham nhũng, hoặc là ly dị, hoặc là phá thai. Chúng ta có thời gian để suy nghĩ đến những người anh em chúng ta đang bị đau khổ cách này hay cách khác hay không? Về sự dữ, về chính mà nguyên nhân chính là vì tin mừng chưa được loan báo đến cho họ. Để khi chúng ta cũng chạy lòng thương như chính Chúa Giêsu, điều đó làm cho chúng ta có động lực đứng lên và đi rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu đã chạy lòng thương, hay nói cách khác, trái tim Ngài đã rung lên trong tận tâm hồn khi thấy người ta đau khổ. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi tất cả anh chị em chúng ta cũng cảm thương đến những anh em, cảm thương đến những sự dữ đang hoành hành, để chúng ta có động lực ra đi loan báo tin mừng, để chúng ta xin Chúa ban ơn cho có nhiều vị mục tử, thợ gặt lành nghề của Chúa để chăn dắt dân Ngài. Chúng ta phải truyền giáo thế nào đây? Chúng ta có thể truyền giáo ngay tại lúc này, ngay tại trong gia đình, hoặc ngay tại trong chính giáo họ Vĩnh Lộc ở đây. Ngay tại gia đình, vì biết đâu chúng ta mãi lo truyền giáo ở những nơi xa, nhưng chính trong gia đình, chính ngay người cha, người mẹ hoặc anh chị em chúng ta lại là người đang cần chúng ta hơn hết. Họ cần chúng ta chia sẻ hoặc ít nhất một sự cảm thông nào đó với những khó khăn đang gặp phải. Chúa Giêsu luôn luôn đặt chúng ta trước những người khó khăn và để chúng ta tỏ lòng trắc ẩn đối với họ, để chúng ta rao giảng tin mừng ngay với những người gần nhất đối với chúng ta. Chúng ta rao giảng bằng cách nào? Bằng cách chúng ta sống trung thành với điều Chúa dạy, với tình yêu của Ngài. Khi chúng ta sống trung thành với điều Chúa dạy, chúng ta giống như một thành xây trên núi thì không thể nào che giấu được. Chúng ta giống như ánh sáng của ngọn đèn sẽ lan tỏa cho mọi người trong nhà. Chúng ta giống như muối, dù anh chị em có bị hòa tan, nhưng qua việc giữ bản chất của mình là Kitô hữu, qua việc sống trung thành với lề luật Chúa, mọi người sẽ nhận diện sự hiện diện của muối, dù nó có bị hòa tan trong thức ăn hay không. Và qua sự trung thành với lề luật của Chúa, anh chị em đang là những người truyền giáo tốt nhất trong chính gia đình, trong giáo xứ và cách xa hơn trong quê hương đất nước chúng ta. Khi chúng ta sống trung thành với đường lối của Chúa, chúng ta là con cái của ánh sáng, và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì ngọn đèn ánh sáng nơi anh chị em vẫn tỏa lan cho mọi người. Mọi người sẽ nhận biết anh chị em là những nhân chứng sống động của tin mừng, và không cần thiết chúng ta phải đi đâu xa. Trong gia đình, anh chị em hãy sống trung thành trong nghĩa vụ là người chồng, vợ cũng trung thành trong nghĩa vụ, và con cái cũng trung thành trong nghĩa vụ của mình. Và trong giáo hội, anh chị em hãy trung thành với những sự chỉ bảo của giáo hội, giữ gìn đức tin và lương tâm trong sáng.
trung thành với đường lối của Chúa, đó là trung thành trong đường lối yêu thương. Chúa dạy anh chị em như thế. Nhất là ngày nay quan trọng nhất là gìn giữ sự hợp nhất trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong giáo hội. Đó là ánh sáng mà mọi người có thể nhận ra nơi chính chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa mời gọi hôm nay chúng ta hãy ra đi, hãy xin Chúa cho có nhiều thợ gặt để mang lại nhiều linh hồn cho Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có những trăn trở, có những yêu thương, có những băn khoăn với giáo hội, với tin mừng, để chúng ta có thể ra đi loan báo tin mừng. Và cách tốt nhất trong chính đời sống thường ngày của chúng ta hãy sống trung thành, làm chứng cho Chúa ngay trong chính gia đình, trong giáo hội của chúng ta. Xin Chúa luôn luôn yêu thương, giúp đỡ mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn gieo vào lòng chúng ta những điều tốt đẹp, và từ đó chúng ta cũng gieo vào lòng người khác những điều tốt, những ân sủng của Chúa. Amen.